Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên, bên Facebook của Phong đang có vấn đề không phát livestream được, đành phát lại trên YouTube mà thôi. Cáo lỗi cùng tất cả khán thính giả bên Facebook. Và quý vị, trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, một cái bài phỏng vấn mới nhất qua cú điện thoại với Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Trump và đài truyền hình Newsmax TV. Ông cho rằng việc kết tội ông là một điều tệ hại chưa từng có. Và trong đó, ông đã nhắc lại cái biến cố của năm 2016 khi ông trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Và ông đã không đồng ý cái việc mà truy tố và điều tra đối với lại bà Hillary Clinton. Và điều này cho thấy sự khác biệt của một người làm chính trị và một người là thương gia ra làm chính trị, nó khác nhau như thế nào. Trước hết thì chúng ta bước qua cái bản tin của Newsmax đi, để coi ông Trump nói cái gì, rồi sau đó chúng ta mới đi vào phân tích xem sự khác biệt này như thế nào. Quý vị, ông Trump đã nói với đài truyền hình Newsmax TV là việc kết tội tôi là một điều tệ hại chưa từng có. Ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa là Donald Trump đã nói với đài truyền hình Newsmax TV vào ngày thứ ba, việc kết tội ông hồi tuần trước là một điều kinh hoàng, chưa từng có. Và trong đó đã cho ông nghĩ lại cái việc mà ông đã ngưng lại cái hành động tương tự như vậy đối với bà Hillary Clinton vài năm trước đây. Ông Trump đã tham gia vào cái chương trình Craig Kelly Report. Trong đó thì trong một cuộc mở rộng về cuộc phỏng vấn này, bao gồm luôn việc nói về việc ông vừa bị kết tội ở New York. Và đây là một điều chưa từng có cho đất nước của chúng ta. Điều này có nghĩa là người tổng thống kế tiếp họ sẽ làm gì với người này? Và đó là một cái câu hỏi được đặt ra, ông Trump đã nói với Kelly. Và nhắc lại thì năm 2016 khi ông Trump đắc cử vào chức tổng thống vào tháng 11, ông đã quyết định là không bổ nhiệm một công tố viên độc lập để mà theo đuổi cái việc điều tra, truy tố với việc bà Hillary Clinton đã xóa những cái email cũng như là những cái email nằm trong cái server riêng của bà ta để giúp bà ta có thể hàn gắn. Quý vị biết được, tôi đã có trong tôi đã nói trong thời gian gần đây, trong cái show gần đây, khi mà tôi nhắc tới tên của Hillary, tất cả mọi người đều hô lớn là lock her up, tức là nhốt bà ta lại, nhốt bà ta lại. Và mọi người đều đã đồng mong muốn điều này. Ông Trump đã nói với Kelly và tôi nói rằng có phải đây là một cái điều tệ hại lắm, tệ hại hay không? Thì họ nói rằng là một cái thí dụ điển hình là chính Hillary đã phá đi cái cell phone của bà ta và làm tất cả những điều mà bà ta đã làm. Và điều này là một điều rất tệ hại. Tuy nhiên, nó còn tệ hại hơn khi ném một vợ của một tổng thống và cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ. Tức là nghĩ về điều này, tức là cựu ngoại trưởng của đất nước Hoa Kỳ và vợ của một tổng thống bị nhốt vào tù. Điều này nó còn tệ hại hơn, có đúng hay không? Và họ muốn làm điều này. Ông Trump đã nói với lại giới cánh tả và quý vị biết được nó là một điều kinh hoàng. Và họ đã hướng chúng tôi điều này. Tuy nhiên, tôi không để cho chuyện này xảy ra. Và trong đó, bây giờ họ đã chọn một con đường khác. Họ có một cái tầm nhìn khác biệt. Và đây là một điều tệ hại, một trục lợi tệ hại. Họ đang nhấn chìm đất nước của chúng ta. Đây là lời phát biểu của ông Trump trên đài truyền hình Newsmax TV. Quý vị, có nghĩa là năm 2016 khi đắc cử thì tất cả những người xung quanh ông Trump đều đồng loạt muốn nhốt và muốn truy tố bà Hillary vì cái tội bà ta đã xóa hàng ngàn cái email trong cái server của bà ta. Và quý vị, việc này liên quan tới cái vụ tấn công ở tại Benghazi khiến cho một đại sứ của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng ngay trong lúc bà ta làm ngoại trưởng Hoa Kỳ. Và tất cả mọi người đều tìm kiếm câu trả lời và yêu cầu phải có người chịu trách nhiệm. Thì quý vị, tuy nhiên ông Trump đã gạt bỏ. Ông Trump không đồng ý việc bổ nhiệm một công tố viên độc lập để mà truy tố, điều tra đối với lại bà Hillary Clinton trong cái vụ Benghazi và hàng ngàn cái email mà bà này đã delete, tức là xóa đi. Thậm chí bà đập luôn cái phone của bà để người ta không có thể kiểm tra được cái phone của bà luôn. Và cuối cùng quý vị, bà ta không bị điều tra, không bị truy tố và không bị chuyện gì. Ông Trump với cái quan điểm nghĩ thế nào khi ném một vợ của một tổng thống
và là cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ vào trong nhà tù. Điều này có tệ hại hơn hay không? Quý vị, đây là cái lời phát biểu của ông Trump đã đưa ra với đài truyền hình Newsmax TV. Và điều này cho thấy rằng quý vị, cái gốc của một con người và cái sinh hoạt của một con người nó dẫn tới cái quyết định khác nhau rất là xa. Quý vị, ông Trump trưởng thành trong một môi trường của thương mại. Và cái cuộc điều hành quốc gia của ông đều nhắm vào vấn đề gọi là có cái thói quen của cái ngành thương mại. Ngược lại, Joe Biden khởi đi là một kẻ phản chiến trong phong trào phản chiến. Và cuối cùng thì ông ta trở thành thượng nghị sĩ trẻ nhất của Hoa Kỳ năm ông ta 29 tuổi, năm 1972. Ông ta đắc cử chức thượng nghị sĩ, được xem là thượng nghị sĩ trẻ nhất của Hoa Kỳ thời điểm đó. Và từ năm 1972 cho tới bây giờ ngồi vào ghế tổng thống, ông ta sống cả một đời trong cái tinh thần là một kẻ làm chính trị. Và do đó quý vị, nó có một cái quyết định khác nhau. Mà cái quyết định khác nhau này tôi cho rằng là chúng ta sẽ so sánh được những kẻ sống bằng nghề chính trị và những người sống bằng nghề thương mại bước vào làm chính trị nó khác nhau như thế nào. Có thể nói là như vậy, nếu mà quý vị đã làm ăn, làm thương mại, tôi nói nếu quý vị làm ăn, làm thương mại, thì quý vị, khi mà quý vị có một đối thủ trên cạnh tranh, thì thông thường trong những cái người làm ăn, làm thương mại đó quý vị, về mặt cạnh tranh, họ cạnh tranh rất gay gắt, bằng mọi giá phải vượt trên đối thủ, hàng của mình phải bán nhiều hơn, công ty của mình phải sản xuất nhiều hơn, số lượng công nhân của mình phải đông hơn, tất cả mọi thứ. Nhưng quý vị, ngành thương mại hay ngành làm ăn, nó khác với ngành chính trị. Là nếu như mà đối thủ của mình ngã ngựa, bị thua, thì cái người làm ăn thương mại dừng lại. Họ mở ra cho cái đối thủ của họ một con đường sống, để người đối thủ của mình có thể đi một con đường khác tốt hơn, hoặc làm đi một cái con đường, hoặc là có thể mất vài năm để phục hồi trở lại. Họ không có đuổi tận diệt tuyệt đối với đối thủ của mình, nhất là cái ngành thương mại. Ngành thương mại nó có một cái luật bất thành văn như vậy, tức là làm ăn buôn bán, cạnh tranh có, nhưng mà không đi tới cạn tàu ráo máng. Do đó quý vị, ngành thương mại nó khác, nhưng những kẻ sống bằng nghề chính trị thì nó khác. Những kẻ sống bằng nghề chính trị, suốt cuộc đời của họ phải tranh đấu. Và chính vì vậy, họ sẵn sàng dùng tất cả mọi thủ đoạn, mọi phương thức, mọi công cụ để triệt hạ đối thủ của mình bằng mọi giá. Do đó, những kẻ làm chính trị, sống bằng nghề chính trị là những kẻ máu lạnh. Tôi gọi là những kẻ máu lạnh. Những kẻ được xem là không có một cái tính nhân bản so với những người làm thương mại và so với những người bình thường. Những người làm thương mại, họ có cái tinh thần nhân bản hơn. Họ có cái tinh thần nhân văn hơn. Đối thủ của họ bị ngã ngựa, đối thủ của họ bị thua, họ sẵn sàng để cho đối thủ của họ có một con đường khác, có một con đường sống. Ít nhất về mặt vợ con, ít nhất về mặt gia đình. Thì quý vị, nó khác nhau chỗ này. Còn cái kẻ làm chính trị thì nó sẵn sàng lôi tất cả mọi thứ lên để triệt hạ đối thủ. Thậm chí là quý vị thấy những kẻ, chúng ta là cái người Việt, thì quý vị, cái câu nói thường nói chúng ta ra ngoài xã hội là không đụng tới vợ con, không đụng tới gia đình. Đây là cái câu nói mà những người làm thương mại hay là những người bình thường lao ra xã hội làm việc đều có câu nói này. Tức là làm gì làm, đưa vợ, chừa vợ con ra qua một bên, không đụng tới. Quý vị, ông Trump lúc mà ông ra tranh cử, ông nhắm vào đối thủ của mình, nhưng ông không đụng tới gia đình vợ con hay là gia đình của người đó. Quý vị, rất rõ ràng, ông không bao giờ đem cái chuyện của Bill Clinton tư tình với Monica Lewinsky lên. Không bao giờ có. Ông chỉ nhắm vào chỉ trích cái chính sách và ông chỉ trích cái người đó thôi. Quý vị đã thấy trong cái cuộc bầu cử năm 2016. Trong khi đó, thì bây giờ quý vị, dường như là trong 8 năm qua, chúng ta chứng kiến được Đảng Dân Chủ và Joe Biden, Obama, kể cả Hillary Clinton đã bắt đầu tấn công toàn diện gia đình của ông Trump, không chừa bất cứ một ai. Quý vị còn nhớ năm 2016 lúc mà ông Trump tranh cử với bà Hillary không? Tới mức Ivanka Trump phải bỏ luôn cái công ty thời trang của cổ,
Trước đó công ty thời trang Âu Cổ có được rất nhiều những cái chi nhánh ở trong các cái cửa hàng lớn, các cái trung tâm shopping, cổ phải đóng cửa luôn. Tức là nó bức hại tới mức như vậy và nó tấn công mọi góc cạnh. Trong khi đó quý vị, ông Trump thì tập trung vào việc gọi là điều hành vụ máy quốc gia. Ông không quan tâm tới cái gì đã xảy ra trong cuộc tranh cử. Những cuộc tấn công ráo riết trong cuộc tranh cử nhắm vào cá nhân ông, nhắm vào gia đình của ông. Khi đắc cử, ông không nghĩ tới việc trả thù. Ông tập trung điều hành vụ máy quốc gia. Làm sao vực dậy nền kinh tế, làm sao giảm đi tội ác, giảm đi di dân bất hợp pháp. Và làm sao giành lại công bằng cho đất nước Hoa Kỳ. Khi mà đất nước Hoa Kỳ bị đối xử một cách tệ hại ngay chính cả đồng minh của Hoa Kỳ. Và ông đối đầu với những quốc gia được xem là đối thủ và kẻ thù của Hoa Kỳ một cách gay gắt. Ông không có cá nhân trong đó. Và ông để cho Theory tự mình lo, không quan tâm tới nữa. Nhưng mà quý vị, 2024 chúng ta lại chứng kiến một cái khác. Dưới triều đại của Joe Biden, khi mà ông Trump tuyên bố và ra tranh cử, thì lập tức quý vị, tất cả mọi mũi súng, tất cả những cái hành động pháp lý, tất cả những cái đòn tấn công này, nó tập trung vào ông Trump. Thậm chí là quý vị thấy nó buộc tội ông Trump rất nhiều tội. Do đó quý vị, tôi nói là những kẻ sống trong môi trường chính trị và sống bằng cái nghề chính trị, nó khác với một người thương gia ra làm chính trị. Ít nhất là cái người thương gia ra làm chính trị, họ còn có cái nhìn nhân bản. Họ còn có cái nhìn nhân bản hơn. Và tương đối là họ còn có thể nói rằng là quý vị nhìn một cái góc, họ cạnh tranh rất quyết liệt. Trong lúc cạnh tranh, họ sẵn sàng có những cái thủ đoạn cạnh tranh. Nhưng khi đối thủ rớt, họ không làm gì hết. Thậm chí họ còn hỗ trợ ngược lại cho đối thủ. Tùy theo người thôi. Nhưng mà ít nhất trong thương mại chúng ta nhìn thấy như vậy. Nhưng mà trong chính trị thì nó đuổi tận diệt tuyệt. Nó không để cho quý vị yên. Nó sẵn sàng đuổi tận diệt tuyệt, làm cho quý vị tan nhà nát cửa, làm cho quý vị bị mất mạng, làm cho quý vị phải chết trong nhà tù. Nó không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Độc ác độc nhất. Quý vị, cái nghề chính trị thì nó tạo ra cái con người như vậy. Do đó, đây là cái sự khác biệt mà tôi nói rằng là ông Trump đã lên tiếng. Ông không nói nhiều. Ông nói là bad president. Tức là một cái chuyện chưa từng có tệ hại thôi. Ông cũng không dùng một cái ngôn ngữ nặng nề nào hơn. Trong khi đó quý vị, đám dân chủ, Joe Biden đều dùng những cái ngôn ngữ nặng nề nhất nhắm vào ông Trump. Những cái ngôn ngữ được xem là tệ hại nhất. Tức là họ không từ bỏ tất cả những cái gì mà có thể bôi nhọ, sỉ nhục đối với đối thủ của mình. Quý vị, đây là cái mà tôi nói là sự khác biệt. Sự khác biệt của một người làm chính trị. Và nhiều người đặt câu hỏi, ông Trump sẽ revenge, sẽ trả thù hay không? Câu trả lời, ông đã trả lời rất nhiều lần. Sự trả thù tốt nhất là sự thành công. Quý vị đã nghe ông nói rồi, mà nó vẫn còn bẻ ngược lại nó của ông, là ông sẽ trả thù những ai đã từng làm phiền tới ông này nọ. No. Tại vì thứ nhất, ông đã chứng minh trong 4 năm ông cầm quyền, ông không hề có hành động trả thù với bất cứ một ai. Ông không hề có hành động trả thù với bất cứ một ai. Ông không lợi dụng cái vị thế tổng thống, quyền hành tổng thống để ông có thể có những cái hành động được xem là trả thù với bất cứ một người nào. Đối thủ chính trị của ông. Và ngay cả đó là 4 năm trước, lúc mà ông còn làm tổng thống. Và bây giờ thì ông có thắng cử đi nữa, ông chỉ có một nhiệm kỳ 4 năm mà thôi. Và 4 năm này, ông tập trung vào cái chính sách của nước Mỹ, không còn đủ giờ cho ông nữa. Giờ đâu mà nghĩ tới chuyện trả thù. Nhưng mà nó vẫn gán nhãn cho ông là trả thù. Đó, quý vị thấy ông Tim Scott trả lời CNN. Nó diễn giải câu nói của ông Trump một cách khác biệt. Ông Tim Scott đã chỉnh ngay. Tôi không nghe nói, ông Tổng thống nói là ông trả thù ai cả. Ông nói cái câu trả thù hay nhất là sự thành công. Có nghĩa là mình thúc đẩy đất nước thành công, xã hội thành công. Đó là sự trả thù tốt nhất. Nhưng mà nó vẫn diễn dịch là ông Trump nói rằng trả thù revenge. Có nghĩa là ông sẽ đem tất cả những nhân vật đó lên để ông trả thù. Quý vị, ông Trump có làm điều này trong 4 năm ông cầm quyền chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ, mặc dù rằng trong lúc ông cầm quyền,
tất cả những người xung quanh ổng đều bị tấn công, lần lượt đi tù. Lần lượt đi tù. Nhưng mà ông Trump vẫn chưa hề bỏ tù bất kỳ một ai nằm trong cái nhóm đối thủ của ông hết. Và bây giờ chính bản thân của ông lại bị kết án, kết tội và sắp sửa có thể bị kết án tù. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà chúng ta thấy được rõ ràng sự phân biệt của những kẻ sống trong chính trị. Joe Biden là một kẻ sống trong chính trị. Ông ta đắc cử năm 1972. Lúc đó ông ta mới có 29 tuổi thôi. Và từ năm 1972, trước đó thì ông ta sống trong phong trào phản chiến. Rồi trở thành thượng nghị sĩ. Và từ đó tới bây giờ, ông ta sống trong môi trường chính trị. Và ông ta, cách mà hành xử của ông ta đều mang tính chất của một kẻ sống bằng nghề chính trị. Suốt nhiều năm. Từ lúc ông đắc cử đầu tiên vào ghế thượng nghị sĩ cho tới bây giờ. Thì quý vị thấy rõ hai cái cách hành xử khác nhau. Và nếu chúng ta là một cử tri bình thường, nếu chúng ta là một người dân bình thường, chúng ta chọn con đường nhân bản hay chúng ta chọn con đường sẵn sàng đuổi tận diệt tuyệt đối với đối thủ của mình? Quý vị trả lời tôi nghe đi. Rõ ràng quý vị, trong cái cuộc chiến này, tôi thấy là tại sao lòng dân nghiêng về ông Trump? Tại vì họ chứng kiến tất cả. Người dân Mỹ, họ không có ngu. Họ có thể bị cái đám đông bầy đàn lôi theo một khoảng thời gian nào đó. Nhưng tới khi họ bừng tỉnh, họ phân tích, họ đối chiếu, họ so sánh, họ sẽ có quyết định khác. Và đó là cái chứng minh tại sao mà từ đầu năm tới bây giờ, cái rating của ông Trump vẫn trên cả Joe Biden. Thậm chí ông gác Joe Biden 5-6 tiêu bang. 5-6 tiêu bang. Là bởi vì quý vị, người ta nhìn nhiều góc cạnh khác nhau. Người ta không nhìn ở một cái góc cạnh điều hành của máy quốc gia. Người ta muốn có một cái cách đối xử riêng biệt. Người ta muốn có một cái cách đối xử đúng theo cái tôn ti trật tự và cái luân lý đạo đức của xã hội. Chứ người ta không muốn nhìn thấy cái cảnh mà đuổi tận diệt tuyệt như bây giờ. Không một người dân Mỹ nào muốn điều này hết. Sự trả thù qua lại đó, quý vị thấy mấy ngày trước là bên phía Đăng Hòa đã lên tiếng và yêu cầu tất cả những công tố viên, những quan tòa và những biện lý của các tiểu bang Red State, tức là các tiểu bang màu đỏ đó, là đem hết tất cả thành phần khuynh tả lên, bắt đầu mở hồ sơ điều tra và truy tố. Thì quý vị, hành động trả thù này, nó sẽ làm cho đất nước tệ hại hơn. Mặc dù là lời kêu gọi này, mình thấy là có cái hơi hướng ủng hộ cho ông Trump. Nhưng mà thật sự tôi nói với quý vị, tôi cũng không đồng ý chuyện này. Tại vì làm như vậy, mình có khác gì đảng Dân Chủ đâu. Trong khi ông Trump đi một cái hướng khác, ông điều hành quốc gia với cái tinh thần nhân bản hơn, minh bạch hơn, và luật pháp nghiêm minh hơn. Chữ nhân bản này là chữ nhân bản đúng lúc, chứ không phải lạm dụng chữ nhân bản. Cái chính sách mở cửa di dân bất hợp pháp của Joe Biden là lạm dụng chữ nhân bản, lạm dụng cái sự nhân từ và cái lòng nhân văn của người dân Hoa Kỳ để đạt được mục tiêu chính trị. Nó khác với cái nhân bản mà tôi vừa nói về ông Trump. Ông cứng rắn trong vấn đề di dân bất hợp pháp. Không phải chúng ta không đón những di dân, đất nước Mỹ là đất nước của di dân. Nhưng di dân phải tới đây hợp pháp, chứ không phải băng ngang qua biên giới là được ở. Và quý vị, do đó quý vị, cái nhân bản nó khác. Nó khác với những kẻ làm chính trị. Chính vì vậy mà dân Mỹ tại sao từ đầu năm tới bây giờ họ ủng hộ ông Trump? Tại vì họ thấy rõ đảng Dân Chủ Joe Biden đang đẩy nước Mỹ đi tới sự băng hoại khủng khiếp. Sự băng hoại về cái quan niệm đạo đức luân lý của gia đình. Cái đạo đức luân lý của xã hội. Nó làm cho tất cả mọi thứ đều trở nên gọi là đảo lộn hết. Cảnh sát gìn giữ trật tự thì bị kết án nặng nề. Tội phạm thì được trả tự do ngay lập tức. Những tên tội phạm được trả tự do ngay lập tức chờ giấy ra tòa, và có bao giờ nó ra tòa đâu. Nó trốn luôn. Đó quý vị thấy những trường hợp di dân bất hợp pháp, những trường hợp kết tội ra tòa đó. Không giam lại, không có tiền bail, nó trốn luôn. Thì quý vị, cái này nó làm đảo lộn toàn bộ xã hội. Trong khi cảnh sát gìn giữ nhiệm vụ, gìn giữ cái an ninh trật tự, mà có lỡ tay mạnh tay một xíu thì án tù rất nặng nề. Còn những tên tội phạm thì lại được châm trước,
lại được bao che, lại được mở cửa cho đi chỗ khác. Quý vị, nó làm cho tất cả mọi thứ trong xã hội đảo lộn hết. Sự băng hoại của xã hội, chưa kể là việc mà quyền của cha mẹ dần dần bị tước đi ở trong trường học. Quyền của cha mẹ bây giờ bị tước dần ở trong các cái trường học, trong các cái học khu. Do đó quý vị, nó làm cho tất cả mọi thứ đều băng hoại. Và cái thái độ gọi là đuổi tận diệt tuyệt này, nó lên tới mức cao điểm. Nó lên tới mức cao điểm là người ta chứng kiến được cái sự khủng khiếp của những kẻ sống bằng chính trị. Khi mà nó mở tất cả chiến dịch và nó maximize tất cả cái quyền lực công cụ để nó triệt hạ đối thủ của mình. Thì quý vị, chúng ta đã nói đây là cái thế giới thứ ba mà. Hay là thế giới cộng sản mà. Nó hiện rõ rất rất rõ ràng trong cái vụ định tội ông Trump. Và nhắc lại, trong khi đó, ông Trump, ông có trả thù, ông có làm điều đó hay không? 4 năm ông cầm quyền, chứng minh không có. Và 4 năm kế tiếp, ông không có giờ để trả thù. Còn quá nhiều việc ông phải làm. Và phải định hướng cho cái đất nước này đi như thế nào. Ông không có giờ để trả thù. Nhưng mà nó vẫn gán nhãn cho ông. Thì quý vị thấy rõ là gì quý vị? Những gì đảng Dân Chủ đang làm và Joe Biden đang làm, nó chụp mũ ngược lại cho ông Trump hết. Chính đảng Dân Chủ, phi Dân Chủ, thì nó chụp mũ là ông Trump đe dọa tới nền Dân Chủ. Trong khi nó, cái bằng chứng trước mắt nó đang hành xử là phi Dân Chủ đây. Nhưng mà nó vẫn chụp mũ cho ông Trump. Rồi quý vị, chưa hết. Ông Trump có độc tài không? No. Trong 4 năm cầm quyền, ông sa thải nhiều người là bởi vì những người đó được chọn do đề nghị của đảng Cộng Hòa, chứ không phải là do bản thân ông chọn. Tại vì lúc đó ông mới quá, ông không có kinh nghiệm chính trị. Đảng Cộng Hòa đề cử ai thì ông chọn người đó. Nhưng mà người đó làm việc bất lực, ông sa thải. Thì bây giờ nó ra nó chỉ trích là ông độc tài. Trong khi anh bất lực không làm việc được cho quốc gia. Ông Trump sa thải thôi. Và ông Trump 2 năm sau đó, ông Trump mới chọn đúng người. 2 năm sau đó, tức là bắt đầu có kinh nghiệm, thấy được rồi, ông mới chọn đúng người. Thì quý vị, ông có độc tài không? Ông có giành quyền để mà lấn qua tất cả những cái sân khác không? Ông có giành quyền của quốc hội hay không? Ông có giành quyền của các cái quyết định của chính quyền liên bang hay không? Kể cả lúc đó Bill Barr là bộ trưởng tư pháp, ông có áp lực Bill Barr làm chuyện này chuyện kia hay không? Không có. Ông để cho Bill Barr tự mình điều hành cái bộ DOJ, tức là bộ tư pháp. Ông không xen vào. Quý vị, còn bây giờ Joe Biden gần như là làm tất cả mọi thứ. Gần như là tất cả mọi thứ. Ngay cả cái việc mà audio của Joe Biden, bây giờ Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Merrick Garland chận đứng không đưa chuyển cái audio này qua. Chỉ vì như thế nào? Chỉ vì nó, ô, tôi sợ rằng cái audio này sẽ bị AI, tức là sẽ bị trí tuệ nhân tạo, nó trở thành một cái disinformation tranh cử. Quý vị, làm sao leak ra được? Khi quốc hội yêu cầu thì cái audio đó chỉ nằm trên quốc hội thôi. Có nghĩa là nó che giấu tất cả những cái ngôn ngữ trả lời của Joe Biden và những câu trả lời đó. Nó không nằm trong cái transcript. Những cái thái độ, những cái ẩm ờ, những cái cách trả lời. Người ta muốn nghe để xác định được những lời trả lời của Joe Biden. Nhưng bây giờ nó đánh thành cái script. Chứ nó không có chuyển giao cái đoạn audio đó. Quý vị, ai là kẻ lạm dụng tư pháp để bao che đây? Ai là kẻ lạm dụng tư pháp để bao che đây? Và chính Merrick Garland là người bổ nhiệm Jack Smith để mà xử lý vụ án của ông Trump. Trong khi đó, ông Trump bác bỏ việc bổ nhiệm một công tố viên độc lập để mà truy tố Hillary Clinton. Quý vị nhìn thấy là quý vị thấy rõ ràng, nó có sự khác biệt rất lớn. Bởi vì những kẻ được Joe Biden bổ nhiệm là những ông chủ của Joe Biden. Chứ không phải là những kẻ nằm dưới quyền của Joe Biden. Tôi đã nói quý vị, những kẻ nằm ở các cái bộ ban ngành, kể cả tòa bạch ốc, là những ông chủ, những kẻ đã giúp cho Joe Biden thắng cử năm 2020. Do đó, Joe Biden phải bổ nhiệm họ vào những vị trí này. Và họ sử dụng những vị trí này để thực hiện cái mục tiêu của họ. Mục tiêu trả thù. Tại vì khi ông Trump lên, ông Trump đã phá vỡ tất cả những cái trò gọi là gây ảnh hưởng trong chính quyền liên bang của họ. Do đó bây giờ nếu ông Trump trở lại chính trường, thì tất cả những cái âm mưu cấy người vào liên bang để thao túng những cái cơ quan trong chính quyền liên bang sẽ bị phá sản hết. Do đó họ bằng mọi giá
họ bằng mọi giá để mà triệt hạ ông Trump. Ông Trump có ra lệnh cho FBI đột kích vào nhà của Hillary không? Không có luôn. Bộ Tư pháp nằm dưới quyền của Bill Barr có làm chuyện đó không? Không có. Nhưng mà Bộ Tư pháp dưới quyền của Joe Biden thì làm tới bến, cho FBI đột kích vào cái nhà riêng của ông Trump ở Mar-a-Lago. Rồi chưa kể quý vị, trong cái giấy mà cho phép đó còn kêu gọi là phải có trang bị súng ống đầy đủ, sẵn sàng dùng vũ lực. Quý vị thấy đó. Rồi quý vị, chưa gì ông Trump còn đang bị đưa ra tòa thôi. Nadler được xem là dân biểu của New York là chưa chi đòi tước cái quyền bảo vệ của mật vụ. Quý vị, nó ác độc tới mức như vậy. Nó tước cái quyền gọi là mật vụ bảo vệ cho cựu tổng thống với ông Trump. Nó ác độc tới mức như vậy đó. Tức là nó mở đường cho cái việc mà ông Trump chết bất ngờ trong nhà tù đó. Nhưng mà đương nhiên cái chuyện này không ai đồng ý cả. Có điều, từ những cái phát ngôn, từ những cái dự luật đệ trình của phía đảng Dân Chủ và phía cực tả, với cái thái độ của Joe Biden, Merrick Garland, chúng ta thấy rõ ai là những kẻ trả thù chính trị, ai là những kẻ đuổi tận diệt tuyệt đối thủ của mình. Cho nên tôi nói quý vị, người thương gia ra làm chính trị nó khác với những kẻ sống bằng nghề chính trị. Những kẻ sống bằng nghề chính trị nó ác độc vô cùng. Nó sẵn sàng bất chấp mọi thứ. Còn người thương gia làm chính trị, họ nhắm vào cái mục tiêu là đất nước. Chứ họ không nhắm vào việc trả thù. Nó nhân bản hơn rất là nhiều. Bởi vì cái thói quen của người thương gia luôn mở con đường sống cho đối thủ của mình. Không ai đủ tận diệt tuyệt cả. Còn đám chính trị gia nó khác. Đám chính trị gia nó sẵn sàng đuổi tận diệt tuyệt, làm cho đối thủ tan nhà nát cửa, thậm chí là chết trong nhà tù. Nó sự khác biệt là như vậy. Và lý do tại sao bây giờ cái Trumpism, cái học thuyết của Trump đã bắt đầu đánh bại cái học thuyết của Reagan. Học thuyết của Trump ra phục vụ đất nước là với mục tiêu phục vụ đất nước, không lợi dụng cái vị trí phục vụ đất nước để làm những cái công chuyện riêng tư, xây dựng làm giàu riêng cho cá nhân của mình, hay xây dựng một cái thế lực lâu dài cho bản thân của mình. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay liên quan tới cái vụ án của ông Trump, cho thấy sự ác độc của kẻ sống bằng nghề chính trị với cái sự nhân bản của những người làm thương mại nó khác nhau như thế nào. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.